Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Người Việt bị bắt ở Úc vì trồng cỏ Ngày 22 tháng 11, AFA tiếng Việt loan tin 11 người Việt ở Úc với visa du học bị bắt trong đường dây tội phạm trồng cần sa Theo đó, cơ quan chức năng tại bang Queensland, Úc đã bắt giữ 11 người Việt đến nước này bằng visa du học sinh nhưng tham gia bằng nhóm tội phạm trồng và sản xuất cần sa. AFP dẫn mạng báo Sunshine Coast News tại Úc loan tin cho biết hôm 7 tháng 11 vừa qua, giới chức thuộc nhóm chống tội phạm nguy hiểm và ma túy tiến hành khám xét một cơ ngơi ở Gengalun phía bắc thành phố Maryborough bang Queensland và phát hiện ra trang trại chuyên canh cần sa tại đó. AFP cho biết trang trại có 24 ống vòm, mỗi ống vòm dài 65m rộng 10m. Trong những ống vờm đó có 11.118 cây cần sa đang phát triển. Lực lượng chức năng còn thu giữ được 515 kg nụ cần sa khô. Hình ảnh bản tin trên AFA. Qua vụ này, lực lượng chức năng tiến hành truy quét thêm nhiều cơ ngơi khắp khu vực đông nam bang Queensland và bắt được tổng cộng 18 người. Trong số này có 11 người Việt tại cơ ngơi Gengalun và được biết tất cả đến Úc bằng visa du học sinh. Theo AFA, họ bị cáo buộc tội sản xuất độc dược, sở hữu độc dược và những vật dụng được dùng hay để dùng thực hiện hành vi phạm tội. Hiện họ đang bị tạm giam và chờ ngày ra tòa ở Mariboro vào ngày 23 tháng 1 năm 2024 tới đây. AFA dẫn lời viên chức điều tra Brad Fels của nhóm chống tội phạm nguy hiểm và ma túy cho biết Chiến dịch truy quét phá vỡ một băng nhóm tội phạm lớn đã đầu tư đáng kể cho việc hình thành đường dây tội phạm. Trang trại chuyên canh cần sa ở Gengalun được nói là đã đi vào hoạt động được chừng 18 tháng và mỗi tuần xuất xưởng vài trăm kg cần sa. Trước đây, chuyện người Việt trồng cần sa ở Anh là khá phổ biến, tuy nhiên hiện nay Úc mới là miền đất hứa của dân trồng cần Việt. BBC Tiếng Việt năm 2021 đã giới thiệu một cuốn hội ký Đường xanh viễn xứ của cựu nhà báo Tô Giang, người đã từng đến Úc và tham gia trồng cần sa ở đó. Theo BBC, cuốn sách này thuật lại chuyện 5 năm lặn lội trong những khu vườn cần sa của người Việt tại Úc. Không biết đến ánh mặt trời của Tô Giang, sinh năm 1978 tại Nghệ An, Hình ảnh BBC giới thiệu cuốn hồi ký này của cựu nhà báo từng bị bắt vì trồng cần ở Úc. BBC trích dẫn cuốn sách, theo đó Tô Giang tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, từng công tác tại Đài phát thanh truyền hình tỉnh Nghệ An 11 năm. Giang tới Úc năm 2013 với danh nghĩa du học và tìm được mối trồng cần sau khi trải qua vài công việc chân tay dù tới Úc bằng cách nào thậm chí là giả vờ tị nạn chính trị để được nhập tịch cho nhanh, thì cái đích của nhiều người Việt muốn đổi đời nhanh chóng vẫn là những vườn cần sa, canh tác trong nhà. Một số người đủ điều kiện và liều làm hẳn trang trại trong những công xưởng xa thành phố. Những người Việt Nam làm giàu phi pháp đang nhắm tới bến bờ Australia vì luật pháp xứ này vẫn còn những kẻ hở dùng túng cho việc trồng cần nhưng việc buôn bán các loại ma túy tổng hợp sẽ bị kiểm soát gắt gao hơn. Ngành trồng cần ở Anh đã trở nên khó khăn đến mức dân trồng cần cũng phải bị nhốt theo cây 24 trên 7 mới đảm bảo không bị lộ. Còn Giang và đồng nghiệp ở Úc thì vẫn đàng hoàng muốn đi đâu thì đi miễn là đêm về chăm cây. Dân trồng cần gọi hàng sớm là mèo, nghệ thuật qua mặt hàng sớm là chăn mèo và cũng phải tìm cách che giấu chỗ làm ăn của mình để thoát khỏi sự săn lùng của cảnh sát và bọn trộm cướp. Nếu bị cảnh sát bắt quả tang thì thân phận nông dân xác định là vào tù. Các ông bà chủ thực sự của vườn cần thì lại ít bị rờ tới bởi họ đã trồng cần lâu năm ở Úc, đầy tiền và quan hệ. Trong một mạng lưới được tạo nên bởi các tay bợm lọc lõi trong nghề, kẻ đến sau phải cực kỳ thông minh và lạnh lùng, may ra mới có cơ hội ngôi lên làm chủ giới trồng cần phổ biến là những kẻ đặt đồng tiền lên đầu rồi không nghiện ma túy thì cũng cờ bạc làm ăn với họ chỉ có thiệt sau khi mất tất cả gian về quê làm lại cuộc đời bên người mẹ đã vì mình mà bị bệnh tinh thần quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin người Việt bị bắt ở Úc vì trồng cỏ Tổng thanh tra chính phủ thừa nhận tham nhũng trong cơ quan phòng chống tham nhũng. Ngày 21 tháng 11, VOA tiếng Việt có bài Thanh tra chính phủ tham nhũng tiếp tục xảy ra trong cơ quan phòng chống tham nhũng. Theo đó, VOA dẫn báo chí trong nước cho hay Tổng thanh tra chính phủ Việt Nam ông Đoàn Hồng Phong đã báo cáo với Quốc hội rằng tình trạng tham nhũng tiêu cực trong các lĩnh vực đất đai, đấu thầu, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp ngân hàng, đăng kiểm, y tế, vân vân, trong năm 2023 vẫn phức tạp, nghiêm trọng và tham nhũng tiếp tục xảy ra ngay trong các cơ quan phòng chống tham nhũng. Trong năm 2023, công an đã thụ lý điều tra hàng ngàn vụ án và hàng ngàn tội phạm tham nhũng. Hình ảnh bài trên VOA. Ông Phong nhấn mạnh về việc quy trách nhiệm chính trị đối với lãnh đạo khi họ để xảy ra vi phạm trong lĩnh vực của họ từ đó khuyến khích cán bộ tự giác nhận khuyết điểm nhận trách nhiệm xin từ chức tuy nhiên dư luận cho rằng việc khuyến khích quan chức vi phạm từ chức chứ không xử lý hình sự sẽ chỉ làm cho quan chức xem nhẹ luật pháp và tham nhũng mạnh tay hơn chứ hoàn toàn không có tác dụng răng đe ông phong cũng nêu việc điều tra truy tố xét xử vắng mặt những đối tượng bỏ trốn ông cho rằng biện pháp này có tác dụng là cơ sở để dẫn độ tội phạm cũng như là hồi chuông cảnh tỉnh răng đe tội phạm tham nhũng trên thực tế cơ sở của hoạt động hợp tác dẫn độ chính là các điều khoản về dẫn độ tội phạm trong các điều ước quốc tế hoặc các tập quán quốc tế giữa các quốc gia chứ không phải trên cơ sở của một bản án xét xử vắng mặt giới nghiên cứu luật cho rằng một bản án vắng mặt là bản án thiếu công bằng bởi trong bản án đó, người bị kết án hoàn toàn không có cơ hội trình bày quan điểm và bào chữa cho mình. Hình ảnh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, người được Đức từ chối dẫn độ theo yêu cầu của Việt Nam dù đã bị xử án vắng mặt. Luật pháp quốc tế coi trọng sự công bằng, quyền con người và quy trình thực thi pháp luật, những điều không có trong hệ thống tư pháp Việt Nam. Đó chính là lý do khiến nhiều nước trên thế giới từ chối dẫn độ theo yêu cầu của Việt Nam. Điển hình là vụ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được cho là đang trốn ở Đức và Đức đã từ chối yêu cầu dẫn độ bà này. Vẫn theo ông Phong, nạn tham nhũng có sự câu kết mốc nối giữa cán bộ thoái hóa với doanh nghiệp để trục lợi. Bên cạnh đó, quy định của pháp luật về một số lĩnh vực còn sơ hở, bất cập, chậm được sửa đổi, bổ sung. Nhất là về các lĩnh vực đất đai, đấu giá, đấu thầu, định giá, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp lãnh đạo địa phương chưa thực sự gương mẫu quyết liệt trong phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trong khi đó, cán bộ công chức viên chức thiếu tu dưỡng, rèn luyện hoặc suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đây lại là những lời nói chung chung, sáo rỗng như truyền thống lâu đời của lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Bởi muốn chống tham nhũng thì không thể nào hô hào sự tự giác của các cá nhân mà phải dựa vào sự nghiêm minh của pháp luật. Cơ chế kiểm tra, giám sát Đặc biệt là quyền lên tiếng của người dân. Hình ảnh Lê Chí Thành, cựu công an tố cáo tham nhũng, bị trả thù và bị tống vào tù trong một bản án bất công. Nhưng ở Việt Nam, ai dám lên tiếng tố cáo tham nhũng tiêu cực thì sẽ bị tống vào tù. Điển hình là cựu đại úy công an Lê Chí Thành, người đã bền bỉ trong nhiều năm tố cáo cấp trên của mình tại trại giam Thủ Đức Z30D. Kết quả, anh Thành bị tống vào tù còn vì lãnh đạo trại giam bị tố cáo thì vẫn bình an vô sự vì vậy còn dẫn giải pháp phòng ngừa tội phạm nói chung và tham nhũng nói riêng của đại biểu bố thị xuân linh tại tỉnh bình thuận bà linh đề nghị cải thiện tiền lương nâng cao mức sống của cán bộ công chức đồng thời cần có cơ chế chế tài đảm bảo cho việc giám sát phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức chính trị xã hội nực cười là mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội ở Việt Nam đều là cánh tay nối dài của đảng. Liệu họ có dám nói trái ý đảng hay không? Phản biện xã hội phải đến từ dân, chứ không phải từ những người, những cơ quan mà đảng chi phối. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Tổng thanh tra chính phủ thừa nhận tham nhũng trong cơ quan phòng chống tham nhũng quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo .d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo .d